Ảnh thời trang Runway. Cái Runway nó chỉ diễn ra một lần, nhưng mà diễn ra trong một cái điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Những cái tích tắc đó nó diễn ra là mình luôn luôn thử thách bản thân mình. Và ngã rẽ từ một giảng viên, cầm một chiếc máy ảnh chạy khắp nơi trong các show diễn, một mình chạy vào hậu trường, một mình chạy chụp những cái khoảnh khắc, một mình chạy toàn bộ những bộ lúc, đêm về một mình ngồi làm ảnh, một mình phải xử lý, một mình gửi file. Một hành trình đó đi không phải là đơn giản. 5 năm trở thành ông hoàng ảnh thời trang Runway. Những trái lòng của nhiếp ảnh gia kính cận tại Khi Ta 20. Mời quý vị khán giả đón xem vào lúc 21:55 thứ Tư ngày 23 tháng 3 trên kênh HTV7. Ở đâu đó, ba mẹ mình cũng sẽ tự hào về mình. Với những gì mình làm ngày hôm nay không phải làm cho mình đâu, mà mình làm cho ba mẹ mình.